Rồi hello bạn, chào mừng bạn đã đến với YouTube channel của Thanh Nguyên Con. Thì hôm nay mình từ đang quay đúng không em? Đang quay đúng không? Thì mình đang mình từ Sài Gòn và mình đến Phú Quốc. Mình gặp một bạn trong nhóm cộng đồng phát triển yoga thành, thì bạn ấy để tập luyện và giải tăng phát triển yoga thành công. Thì em có thể giới thiệu một chút về bản thân là em tên gì và sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em tên là Hoàng Anh, sinh năm 2004. Thì em chia sẻ là em lên được bữa em chia sẻ với anh là em lên được 8 xăng nè, hay là mấy xăng? 8 xăng. 8 xăng là từ mét nhiêu lên mét bao nhiêu? Dạ từ mét 54 lên mét 62. Mét 54 lên mét 62. Thì để lên được 8 xăng đó thì em để làm gì mà lên được 8 xăng? Thì lâu lâu em thấy clip anh, cái em bấm vô em coi thử, cái em tập theo, cái em cao lên được 8 xăng. Ủa, đồ nó người ta sao em nghe nó dễ ăn rồi, không biết mình có khó khăn gì mà em có thấy tập, có thấy mệt, có thấy khổ gì không mà? Mấy ngày đầu tập thì nó kiểu như nó hơi mệt, mới có một hai set là đuối, sắp chết. Em có thể không biết là mục tiêu của em là mét bao nhiêu nha? Mục tiêu của em thì trước mắt thì mét 65 trước. Giờ là mét nhiêu giờ? Giờ mét 62. 62, mét 65. Rồi 2,4 đúng không? Dạ. Giờ nói chung là vẫn, anh nghĩ là vẫn còn nhiều thời gian đó. Thì mình nói chung mình cố gắng mình lên được bao nhiêu lên đúng không? Dạ. Thì không biết là bay khỏi đây. Em có thể chia sẻ với bạn một số tip, kiểu một cái số mẹo mà giúp cho em cao lên được 8cm đó. Thì em ăn uống bình thường, kiểu em uống thêm sữa, ngủ sớm trước 10 giờ. Tập thể dục đều đặn. Thì đây là một video đánh dấu chiều cao ha. Em muốn chúc các bạn trong nhóm tăng chiều cao điều gì không? Em chúc các bạn là cho tăng chiều cao thành công, đạt chiều cao mong muốn. Giờ dậm đứng lên quay bóc dáng hiện tại nè, hai đứa mình đứng rồi, quay toàn thân đi. Đây là em đứng nghe anh. Rồi. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Em muốn chia sẻ gì nữa không? Dạ, chắc hết rồi em. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Tạm biệt bạn.